Sáng nay 31 tháng 3, Hội chữ thập đỏ tỉnh Long An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban dân, dân tỉnh ủy Phạm Văn Bốn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo là chương trình vượt qua hiểm nghèo. Đây là sự kết hợp sáng tạo giữa Hội chữ thập đỏ tỉnh với đài phát thanh và truyền hình Long An, được phát sóng hàng tuần. Hoạt động này tạo sức lan tỏa cộng đồng trong và ngoài tỉnh. Hàng tuần có gần 200 tổ chức cá nhân đóng góp ủng hộ cho chương trình. Trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện được trên 270 trường hợp với tổng số tiền thu được gần 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp hội vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia xây dựng cơ sở vật chất trường học, đường xá, cầu giao thông nông thôn, công trình nước sạch với tổng trị giá 87 tỷ đồng. Ngoài ra còn sửa chữa và cất mới nhiều căn nhà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 49 tỷ đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 33 thành viên. Ông Hoàng Giang Sinh tái đắc cử Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh. Tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa ghi nhận và biểu dương những cống hiến của cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực tâm huyết trong các hoạt động nhân đạo, tiếp tục thực hiện tốt bốn ưu tiên chiến lược: tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu ban đầu, tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo tình nguyện, công tác tổ chức hội và công tác xã hội nhân đạo. Dịp này, Quỹ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hội và hoạt động hội chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2016-2021.